quan hoàng bị nhăn nhăn lên đất đi. Hoa đào nằm nằm ngoài ý nghề à, có mười phần phần mà xa còn kém xa. Sáng ngô sáng ngô liêu phàn nổ xa còn kém xa mười phần nơ. Ôi xa mi còn kém xa mười phần nơ. Tạm
mi cứ nên tội nghĩ việc đến mà cân đừng đừng có ai khỏe mình đã trọn vẹn được muôn phần kỳ đức kia mà đã kém thì hoàng cầm cân sao cho bằng bằng cuộc cờ xóa xóa bầy bầy và nan đi bài ta xưa nay thật tức cười được mùa văn đi kết mà thôi thì suy tưởng gì thì cũng đi đời nhà lại nhìn xa